Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát biểu khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là một quy trình trong hoạt động lập pháp mà còn là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, các đại biểu cho rằng cần bổ sung giao dịch tiền ảo, bất động sản vào luật phòng chống rửa tiền. Thành phố Hồ Chí Minh nan giải tranh chấp quỹ bảo trì chung cư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách không chỉ là một quy trình trong hoạt động lập pháp mà còn là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Việc tổ chức hội nghị là cần thiết, thể hiện quyết tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ của đại biểu Quốc hội chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa 15 đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, ban hành 8 luật, cho ý kiến 7 dự án luật khác, ban hành 62 nghị quyết với sự thống nhất đồng thuận cao. Đây là kết quả của quá trình phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan, kết hợp với việc phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của cử tri và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, nhà khoa học. Trong đó có sự đóng góp quan trọng, tích cực, trách nhiệm, tâm huyết, hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nói riêng. Phát biểu gợi mở một số nội dung, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về nội dung điều chỉnh việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, việc cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thảo luận thể hiện rõ quan điểm về phương thức cấp phép, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, làm rõ vì sao từ khi luật có hiệu lực đã gần 12 năm vẫn không thực hiện được việc đấu giá thi tuyển để cấp phép. Về quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng, phục vụ quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế. Về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung thảo luận về thẩm quyền và điều kiện cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh, hệ thống tổ chức cơ sở khám chữa bệnh, cách thức chuyển tuyến, kết nối các tuyến khám chữa bệnh, việc phân cấp đối với cơ sở y tế tư nhân, cơ chế tài chính, giá dịch vụ, xã hội hóa, tự chủ trong khám chữa bệnh. Về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thảo luận làm rõ, nhận diện các hành vi bạo lực gia đình, việc mở rộng với một số nhóm đối tượng không còn trong quan hệ hôn nhân gia đình, đặc biệt về biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng. Về dự án luật thanh tra sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cho ý kiến vào hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, giải pháp đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra, việc thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tại cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của nhà nước được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước. Về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, nhấn mạnh đây là dự án khó, phức tạp, nội dung sửa đổi nhiều. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung thảo luận về các điều kiện cần và đủ để trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật theo quy trình một kỳ họp. Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế, tính khả thi khi triển khai thực hiện. Về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cho ý kiến về quyền tranh luận của đại biểu Quốc hội, nguyên tắc tiêu chí tranh luận trong hoạt động chất vấn, tiêu chí điều kiện để Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp được linh hoạt điều chỉnh, rút ngắn thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội, mời đại biểu Quốc hội phát biểu, chất vấn, tranh luận không theo thứ tự đã đăng ký, thẩm quyền tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội. Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách không chỉ là một quy trình hoạt động lập pháp mà còn là diễn đàn thể hiện rõ nhất quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong hoạt động chuyên trách.
Việc tổ chức hội nghị là rất cần thiết, thể hiện quyết tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Quốc hội chúng ta nhằm phát huy vai trò tối đa, vai trò trí tuệ dân chủ của đại biểu Quốc hội chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật và các chức năng nhiệm vụ của Quốc hội. Đồng thời, việc tổ chức hội nghị cũng là phù hợp với xu hướng đổi mới hoạt động ngày càng chuyên nghiệp của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và đất nước, tham gia đầy đủ các phiên họp, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa thực tiễn với lý luận, giữa tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân với các quyết sách trình Quốc hội xem xét thông qua, tranh thủ tối đa thời gian, cơ hội để nghiên cứu, trao đổi, tranh luận, phản biện với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nhằm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng sâu sắc về các dự thảo. Sau phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự án luật thanh tra sửa đổi. Nội dung về đảm bảo hoạt động thanh tra được chính xác, khách quan, chống tham nhũng tiêu cực, có hiệu quả, nhận được sự quan tâm của các đại biểu. Theo đó, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ để tránh sự can thiệp của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước, của người đứng đầu cơ quan thanh tra đối với hoạt động của đoàn thanh tra. Nêu thực tiễn hoạt động thanh tra, người đứng đầu cơ quan thanh tra không độc lập hoàn toàn trong việc xác định đối tượng thanh tra, trong kết luận và kiến nghị xử lý. Đại biểu Lê Hữu Trí cho biết, đã có không ít trường hợp người đứng đầu cơ quan thanh tra và trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo xin ý kiến Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước theo yêu cầu của chính chủ thể này. Điều này cũng có nghĩa kết luận thanh tra sẽ không đảm bảo tính khách quan, độc lập. Cụ thể đề nghị bổ sung. Về xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý kết luận sau thanh tra, nếu trong trường hợp người đứng đầu cơ quan thanh tra trình kế hoạch thanh tra hoặc kết luận thanh tra mà Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước cung cấp không chấp thuận, thì ý kiến không chấp thuận phải thể hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận, nhằm bảo đảm các quy định tại khoản 3 và khoản 6 điều 9 được thực hiện nghiêm túc. Luật cần thiết chế các quy định bảo đảm kiểm soát hoạt động thanh tra có hiệu quả cả về phía Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước và cả về phía cơ quan thanh tra, là đề nghị xem xét bổ sung điều khoản về trường hợp phạm vi thẩm quyền quy định sửa đổi kết luận thanh tra, do trong thực tế nhiều kết luận thanh tra phải điều chỉnh sửa đổi vì lý do khách quan và chủ quan để đảm bảo tính khả thi trong thực tế. Quy định về thời hạn công bố kết luận thanh tra cũng là vấn đề đại biểu quan tâm. Trong khi luật hiện hành quy định trong thời hạn 10 ngày phải công khai kết luận thanh tra sau khi ký kết luận, thì dự thảo luật sửa đổi lại bỏ quy định này. Về nội dung này, đại biểu cho rằng việc sửa đổi như vậy là không phù hợp với chủ trương công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, chính xác của hoạt động thanh tra. Về nguyên tắc là khi kết luận được ký thì phải thi hành. Tuy nhiên nếu kết luận chưa công khai thì làm sao mà thi hành được, mà lại không vi phạm cái điều cấm là tiết lộ thông tin liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai. Thì nên quy định rõ là sau khi ký kết luận thì trong cái thời hạn nhất định là 10 ngày hoặc 15 ngày đấy, nếu cần thiết kéo dài ra, thì phải công khai. Quy định như vậy sẽ tránh được sự can thiệp, tác động làm thay đổi kết luận thanh tra sau khi đã được ký. Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác khách quan của kết luận thanh tra, đại biểu đề nghị việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra cấp bộ thực hiện nên quy định theo hướng chỉ thực hiện khi cần thiết, đồng thời đề nghị bổ sung nội dung do chính phủ quy định chi tiết điều này. Thảo luận về dự án luật thanh tra sửa đổi, vấn đề về tiêu chí thành lập và thẩm quyền thành lập thanh tra sở của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Đa số các đại biểu Quốc hội nhất trí việc giữ nguyên hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, trong đó có thanh tra huyện như hiện hành, đồng thời chuyển thanh tra một số sở hiện tại về thanh tra tỉnh để thành lập phòng thanh tra chuyên ngành, quy định thành lập thanh tra sở tại một số sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần quy định rõ trong luật hoặc giao chính phủ quy định rõ việc thành lập thanh tra cấp sở để thống nhất việc thực hiện trên toàn quốc. Việc thành lập thanh tra tại các sở ngành khác nên trao quyền quyết định cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là phù hợp. Quy định như vậy sẽ tạo điều kiện để chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ động trong việc quyết định tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên môn tại địa phương, vừa phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, vừa bảo đảm sự thống nhất tương đối về bộ máy thanh tra trên toàn quốc. Do đó, dự thảo luật cần quy định rõ nguyên tắc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập thanh tra sở. Theo đó, việc thành lập thanh tra sở tại một số sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp cũng do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở quy định của chính phủ nhằm đảm bảo tính thống nhất, bình đẳng giữa các tổ chức này. Đồng thời, dự thảo luật cũng cần có điều khoản chuyển tiếp về vấn đề này. Cụ thể, đối với các sở không thuộc đối tượng được thành lập thanh tra
hiện đang có phòng thanh tra hoặc thanh tra được lồng ghép ở các tổ chức khác thì xử lý như thế nào khi luật có hiệu lực pháp luật? Phạm vi quản lý và yêu cầu quản lý chuyên ngành của từng sở đã rất rõ, nên căn cứ chức năng nhiệm vụ của các sở, cơ quan thuộc Ủy ban tỉnh được quy định tại Nghị định 107 để cấp trung ương quy định việc thành lập thống nhất tổ chức thanh tra cấp sở trong cả nước, tránh tình trạng các địa phương thực hiện khác nhau. Thậm chí việc thành lập hoặc không thành lập là do nhận thức của địa phương hoặc là do áp lực về biên chế mà chưa thực sự căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chỉ những sở đặc biệt thì mới thành lập cơ quan thanh tra, đi cùng với đó là phân cấp nhiều hơn cho cơ quan thanh tra cấp huyện. Hiện nay, tất cả những vướng mắc, những chồng chéo và những cái việc gây phiền hà cơ sở chủ yếu là cái nội dung này. Bởi vì tất cả các sở đều có cái cơ quan thanh tra. Có những cơ quan đối tượng thanh tra, tôi lấy ví dụ như một cái trường học chẳng hạn, là thanh tra chuyên ngành của sở giáo dục, thanh tra của sở tài chính, thanh tra của sở nội vụ. Như vậy là có những năm liên tục đón các cái đoàn thanh tra. Và trong hình ảnh của đối với giáo viên, đối với học sinh, đối với phụ huynh, nhà trường nó không còn thân thiện nữa. Ngoài ra, để đảm bảo tính khả thi, đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định nguyên tắc khi chính phủ quyết định các sở được tổ chức thanh tra thì cần tính đến đặc điểm của từng địa phương, đặc biệt là với các địa phương có quy mô diện tích dân số lớn, để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không nên đánh đồng các đơn vị với nhau. Cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết có ban thanh tra nhân dân ở cấp xã, phường. Tuy nhiên, phải có hình thức tổ chức, cơ chế hoạt động phù hợp để đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Đồng tình thành lập ban thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn, song đại biểu Quốc hội Lò Thị Luyến, tỉnh Điện Biên không đồng tình lập ban thanh tra nhân dân tại cơ quan nhà nước. Vì theo đại biểu, cán bộ công chức, viên chức được bầu tham gia ban thanh tra nhân dân là những người đang thi hành nhiệm vụ tại đơn vị, sinh mệnh chính trị của họ đang nằm trong tay thủ trưởng cơ quan thì không giám sát được. Dự thảo luật này thì chúng ta sẽ đưa thêm là cả nhiệm vụ kiểm tra đối với ban thanh tra này. Thế thì trước đây mới chỉ có một nhiệm vụ là giám sát thôi thì đã không thực hiện được rồi. Thế thì thêm cả nhiệm vụ kiểm tra nữa lại càng không làm được. Mà thực tế các cái vụ án tham ô, tham nhũng, thế rồi là những cái hành vi mà chuyên quyền, lợi dụng v.v. thì không phải là do ban thanh tra ở đơn vị phát hiện và cảnh báo. Mà phát hiện ra những cái vụ việc này là chính là ở các cái quy định khác, quy định của Đảng, rồi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các chuyên ngành luật khác. Đấy. Thì do đó là cử tri là đề nghị là bỏ, bởi vì không thực chất và khó làm. Đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn Hà Nội đề nghị cần có cơ chế để ban thanh tra nhân dân không hoạt động một cách bè phái hoặc đưa quá nhiều người thân, họ hàng vào làm việc. Cái điều 37 ấy, thì tiêu chuẩn ở đây cần soạn thảo như thế nào đó để nó tránh cho được cái việc bè phái. Đấy, như bác Hồ dùng từ là cánh hậu, đặc biệt là họ hàng. Ở các cái địa phương đây là vấn đề rất nặng nề, rất khó khăn. Mình cần có quy định như thế nào đó để mà tránh cái việc đưa cái họ hàng vào quá nhiều trong cái ban thanh tra này. Một số đại biểu cho rằng thực tế hiện nay ban thanh tra nhân dân còn hoạt động mang tính hình thức, không đủ quyền hạn và năng lực để kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, nhất là kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc chủ doanh nghiệp. Cái dự luật hiện nay chúng ta lại bổ sung thêm cái chức năng kiểm tra, liệu thì nó có trùng với lại cái chức năng kiểm tra của Ủy ban kiểm tra công đoàn và của kiểm tra cấp ủy hay không, thì ban soạn thảo cũng như là ban thẩm tra nên cân nhắc nghiên cứu lại để đúng phù hợp với vị thế của ban thanh tra nhân dân ở các cơ quan đơn vị và để có thể phát huy được hiệu quả chứ tránh cái tính hình thức. Về cụ thể thì đối với ban thanh tra nhân dân thì cũng đề nghị là quyền hạn của ban thanh tra nhân dân thì cũng cần quy định cụ thể việc tiếp thu, xử lý các kiến nghị và xác định rõ trách nhiệm, giải trình, chế tài đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị doanh nghiệp để khi để xảy ra chậm trễ hoặc không tiếp thu, xem xét trả lời kiến nghị của ban thanh tra nhân dân đúng thời hạn. Chiều nay tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.
Theo tờ trình, việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng chống rửa tiền nói riêng và phòng chống tham nhũng nói chung, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về tham nhũng, rửa tiền. Qua thẩm tra, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành sửa đổi dự án luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích kỹ hơn về tính cấp bách, các điều kiện cần và đủ để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật theo quy trình một kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Dương Quý Phước, đoàn Quảng Nam nhấn mạnh, tại Việt Nam hiện nay, hoạt động mua bán tiền ảo, tài sản ảo đang diễn ra hết sức sôi động. Cùng với đánh bạc online, đây là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần lường trước, không để tiền ảo, tài sản ảo lọt lưới. Tiền ảo và tài sản ảo vẫn lọt lưới do các quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền chưa được quy định về vấn đề này. Việc bổ sung đối tượng tài sản ảo, tiền ảo vào dự thảo luật là hết sức cần thiết, không chỉ đáp ứng các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền trên thế giới, mà còn nhằm để đảm bảo an ninh tài chính trong nước, không để công nghệ tài chính bị lợi dụng để rửa tiền, tham nhũng, khủng bố. Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng luật phòng chống rửa tiền sửa đổi lần này cần bao quát đầy đủ các lĩnh vực nhạy cảm. Đại biểu bày tỏ băn khoăn với các quy định trong dự thảo luật cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua kênh ngân hàng, thế nhưng thực tế có những giao dịch bằng tiền mặt, đặc biệt liên quan đến bất động sản, thì dựa vào công cụ nào, căn cứ nào, hành lang pháp lý nào để có thể ngăn chặn hành vi rửa tiền? Có thể các hành vi rửa tiền thông qua hoạt động chứng khoán, thông qua các hoạt động khác, sau đó lại rút ra để có đó là mua tài sản, và mua tài sản có thể là người ta mua bất động sản, mua rất nhiều lần. Vậy thì bây giờ cơ bản thì chúng ta có thể xác định được cái nghi ngờ về cái nguồn việc mua tài sản đó hay không. Thì bây giờ theo pháp luật chúng ta là có quy định là người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, và nếu như họ không giao dịch qua cái tiền qua ngân hàng thì người ta mua mà người ta qua một cái đường khác, thì bây giờ cái việc đó ngăn chặn và phòng chống như thế nào thì rõ ràng với trách nhiệm của cơ quan ngân hàng không thể làm nổi, và cái này chỉ có cơ quan chức năng của Bộ Công an mới có thể làm được. Cho nên chính vì trong vấn đề này thì có lẽ là cũng cần phải có những quy định chặt chẽ hơn. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng việc quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị cho các đối tượng báo cáo là không phù hợp, mà nên giao cho chính phủ quy định việc xác định khách hàng nào là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và phải trên cơ sở tiêu chí được quy định công khai minh bạch. Cũng trong chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Đa số các đại biểu đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, cách thức, cơ quan chủ trì thẩm tra đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Tuy nhiên thì cũng đề xuất mở rộng quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện, đồng thời sớm tăng cường hợp tác với các quốc gia nhằm thúc đẩy quốc tế thống nhất ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, thiết bị 5G. Thứ nhất thì tôi muốn trao đổi thêm về cái vấn đề về quyền chuyển nhượng sử dụng tần số vô tuyến điện. Một số đại biểu cho rằng trong luật hiện hành cũng như trong dự thảo luật chỉ đặt vấn đề cho phép chuyển nhượng đối với trường hợp tần số vô tuyến điện được phân bổ cấp giấy phép theo phương thức đấu giá, do đó cần tính đến việc nghiên cứu mở rộng quyền để được chuyển nhượng và mở rộng đối với phương thức thi tuyển, phương thức trực tiếp. Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra cũng làm rõ thêm. Trên thực tế thì tôi hiểu là đến nay chúng ta vẫn chưa thực hiện đấu giá, thì tức là cũng chưa có cái việc chuyển nhượng. Thế mà trong khi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những biện pháp để thúc đẩy thị trường của cái loại hàng hóa dịch vụ, của cái loại hàng hóa này. Thế thì chúng ta cũng nên tính cái việc nghiên cứu là có thể mở rộng cái quyền để được chuyển nhượng cái tần số vô tuyến điện hay không, có thể mở rộng ra đối với cả cái phương thức thi tuyển hay là phương thức cấp trực tiếp, và chúng ta quy định các cái điều kiện không? Cái này cũng nên tính toán. Dự thảo luật quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ và quyền hạn đình chỉ, có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Về vấn đề này, đại biểu đề nghị cần xác định rõ đây là biện pháp quản lý hay xử phạt hành chính và có cơ sở cho vấn đề này. Trên cơ sở là ý kiến. Vì việc áp dụng các biện pháp đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến sử dụng băng tần bị đình chỉ, có ý nghĩa như một chế tài xử phạt. Và nếu đây là biện pháp xử phạt vi phạm hành chính thì đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong mối quan hệ với luật xử phạm vi phạm hành chính.
Giải trình một số ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, phương thức đấu giá được sử dụng nhiều với mục tiêu chính là tài chính. Phương thức thi tuyển được sử dụng khi hướng tới nhiều mục tiêu như khuyến khích công nghệ mới, tăng độ phủ sóng, khuyến khích cạnh tranh. Cấp trực tiếp chỉ dùng trong trường hợp cấp lại, cấp trong tình trạng khẩn cấp, phục vụ quốc phòng an ninh, chống thiên tai, dịch bệnh. Dự thảo quy định các điều kiện xét cấp lại giấy phép sử dụng băng tần gồm có phù hợp với quy hoạch và doanh nghiệp không vi phạm các cam kết triển khai mạng viễn thông, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về viễn thông tần số vô tuyến điện. Nếu như mà không phù hợp với quy hoạch mới thì mới thu lại. Thế còn vẫn phù hợp với quy hoạch thì không thu lại. Dự thảo quy định trước thời điểm giấy phép hết hạn là 3 năm và Bộ Thông tin Truyền thông thì có trách nhiệm phải công bố quy hoạch tần số sử dụng cho giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Ngày mai 8 tháng 9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục thảo luận về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi và dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Viêng Thạ Vi Sòn Thép Phạ Trần, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào dẫn đầu đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá cao kết quả hội đàm thành công giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào, cũng như kết quả hợp tác giữa hai cơ quan trong suốt thời gian qua. Cùng với mối quan hệ đặc biệt có 102 Việt Nam-Lào, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cơ quan Kiểm toán Nhà nước hai nước cũng đã có sự hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau rất chặt chẽ, đồng thời khẳng định Quốc hội hai nước ủng hộ, tạo điều kiện để Kiểm toán hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp, tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các kiểm toán viên, cũng như trao đổi về tổ chức hoạt động của Kiểm toán nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đối với Kiểm toán nhà nước. Phát huy tốt nhất vai trò trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác giữa ba cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Lào, Campuchia, tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức như ASEANSAI, ASOSAI và INTOSAI. Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào bày tỏ vinh dự sang thăm làm việc tại Việt Nam để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội của Việt Nam, qua đó thể hiện uy tín, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, và cũng khẳng định tính đúng đắn trong đường lối phát triển của Việt Nam. Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam, góp phần giải quyết khó khăn, cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Chia sẻ về những kết quả tốt đẹp trong cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cho biết sẽ kiến nghị Quốc hội Lào xem xét sửa đổi luật Kiểm toán Nhà nước, xây dựng quy chế để Kiểm toán Nhà nước Lào hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Chiều nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Lâm ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại buổi họp báo công bố nội dung liên quan đến vụ án, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đối tượng Bùi Tuấn Lâm, sinh năm 1984, là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức xã hội dân sự, thực chất là các hội nhóm chống đảng nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong, tham gia khóa huấn luyện về xã hội dân sự, đấu tranh bất bạo động, tham gia với các đối tượng chống đối chính trị viết bài xuyên tạc chính quyền, cấu kết hoạt động kích động biểu tình gây rối. Từ năm 2013, Bùi Tuấn Lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video, livestream xuyên tạc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước, cổ suý các hoạt động chống Đảng Nhà nước, đăng tải, chia sẻ các bài viết xúc phạm lãnh tụ, xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức cá nhân thực thi pháp luật với mong muốn mục đích thay đổi chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ bảo trì chung cư 2% là một trong những nguyên nhân của các vụ việc tranh chấp kéo dài giữa cư dân và chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù thành phố thì đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm, nhưng tranh chấp quỹ bảo trì vẫn còn nan giải. Nằm tại vị trí vàng tại quận Tân Phú, thuận tiện đi lại vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chung cư Oriental Plaza, quận Tân Phú do công ty cổ phần đầu tư Sơn Thuận làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 1.100 căn hộ và được đưa vào sử dụng từ năm 2018.
gần 5 năm đưa vào hoạt động, nhưng cư dân, ban quản trị chỉ mới nhận được 18 tỷ trong số 55 tỷ tiền quỹ bảo trì chung cư từ phía chủ đầu tư, công ty cổ phần đầu tư Sơn Thuận. Mặc dù đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt hành chính do bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì và lãi suất tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn dây dưa tiền quỹ bảo trì này. Ban quản trị người ta làm việc rất là nhiệt tình, nhưng mà người ta phải có tiền chứ, không có tiền sao làm. Chẳng hạn như là tu sửa máy móc bị hư, rồi phải sơn phớt, phải làm nhiều thứ lắm, cần, rất là cần. Cho nên tôi mong muốn và khao khát là chủ đầu tư phải bàn giao 37 tỷ lại cho ban quản trị, để ban quản trị lo cho cuộc sống cư dân của chúng tôi ở trong chung cư này. Cách làm ăn nó thiếu trách nhiệm với khách hàng. Trước cái tình hình nó nghiêm trọng như thế này, cho nên là tôi kiến nghị nhà nước phải có một cái biện pháp đâu là nó rõ ràng và đâu nó là minh bạch và cứng với những cái ông đầu tư như thế này. Chính phủ ban hành Nghị định 16/2022 quy định về xử phạt vi phạm liên quan đến sử dụng nhà chung cư. Tuy nhiên, các mức xử phạt còn chưa đủ thể hiện tính răn đe. Mức xử phạt hiện nay chúng ta thấy rằng nó rất là thấp và đa số nó không có tính răn đe. Và thậm chí là nhiều chủ đầu tư chấp nhận nộp phạt để mà chiếm dụng, chiếm giữ những cái khoản tiền liên quan đến cái việc không bàn giao kinh phí bảo trì này. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đối với các trường hợp tương tự, Sở tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý. Các cái trường hợp mà chủ đầu tư mà không bàn giao đầy đủ các cái phí bảo trì mà Sở Xây dựng cũng đã tham mưu cho Ủy ban thành phố xử lý, mà chủ đầu tư không chấp hành bàn giao thì là Sở Xây dựng sẽ tiến hành làm thêm các bước nữa, đó là sẽ báo cáo Ủy ban thành phố và sẽ chuyển cho Công an thành phố điều tra có cái việc là dấu hiệu là vi phạm liên quan tới cái chuyện là chiếm dụng cái quỹ bảo trì này. Nghị định 30/2021 NĐ-CP đã tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, nhưng để giải quyết căn cơ các tranh chấp này cần có sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, quận, huyện. Bên cạnh đó, cũng cần có chế tài xử lý nghiêm với các chủ đầu tư dự án nhà chung cư vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư, đặc biệt là việc chậm bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị. Để tránh những tranh chấp tiếp tục xảy ra, cần phải đẩy mạnh phân cấp hơn nữa đến chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư từ lúc bắt đầu xây dựng cho đến việc quản lý vận hành khi người dân đã vào ở. Ngôi sao Màn Bạc một thời, diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng vừa qua đời tại nhà riêng. Bà được xem là nữ ngôi sao, minh tinh của điện ảnh Việt Nam giai đoạn 1950-1970. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại nhiều nước châu Á. Nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng sinh năm 1940 là diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời của làng sân khấu điện ảnh Việt Nam. Bà nổi lên từ vai Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương năm 1957, sau đó nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Thẩm Thúy Hằng đóng khoảng 60 phim và là người mẫu ảnh được ưa chuộng vào thập niên 50-60. Không chỉ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch và cải lương. Bà đã hai lần đoạt giải diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim Đài Bắc, ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hồng Kông và Đài Loan. Nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng, một trong những cái nữ diễn viên nghệ sĩ mà Vũ Đức rất là ái mộ từ lúc mình còn nhỏ, là về cái nét đẹp, về cái tài năng, và không phải ở Việt Nam mình mà đi ra ngoài thế giới người ta cũng biết đến nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Và sự ra đi của cô phải nói rằng là một cái niềm tiếc nuối. Dự kiến lễ tang nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 9, lễ di quan vào ngày 11 tháng 9. Trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, với khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ ngày mai sẽ có mưa rông ở vài nơi, còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa vẫn sẽ xuất hiện về chiều, có nơi thì mưa to. Cụ thể thì với khu vực Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ tối nay và có thể kéo dài đến thứ 6 tuần này, trong đó thì khu vực Đồng Bằng,
khu vực Trung Du và ven biển Bắc Bộ sang tới khu vực Hòa Bình sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến sẽ từ 50 cho tới 100mm, có nơi thì trên 120mm. Nguy cơ cao xảy ra những hiện tượng như là ngập úng tại các khu đô thị vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất tại những vùng núi, quý vị cần phải lưu ý. Với nửa phía Bắc của miền Trung cũng mưa rông diện rộng từ tối nay và còn có thể tiếp diễn trong những ngày tới, với lượng mưa phổ biến sẽ từ 25 cho tới 50mm. Dù lượng không quá lớn thế nhưng mà mưa kéo dài, sạt lở dễ gây ra ở vùng núi. Còn phía Nam mưa chỉ xảy ra về chiều tối, nhờ thế mà nền nhiệt vừa phải, cao nhất chỉ từ 29 cho tới 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo là mưa rông sẽ lùi về chiều tối mai, lượng mưa to 50mm thì còn khả năng xảy ra cục bộ, tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên thì trong cơn mưa quý vị vẫn cần đề phòng theo đó là hiện tượng gió giật cũng như là sấm sét đi kèm. Trước khi chuyển mưa thì ban ngày hai khu vực này vẫn sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của khu vực Nam Bộ sẽ từ 30 cho tới 33 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên, thời tiết dễ chịu hơn, mức nhiệt từ 28 cho tới 31 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, khắp các vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống cho tới khu vực biển Cà Mau, Kiên Giang sang tới huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa đêm nay và ngày mai đều cảnh báo là sẽ có mưa rông, lốc xoáy và gió giật mạnh tới cấp 7, tầm nhìn xa hạn chế, giảm còn 4 tới 10 km trong mưa. Như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.